Thưa quý vị, sáng nay, Đà Nẵng và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, thành phố Yokohama cùng phối hợp tổ chức hội thảo khởi động dự án thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải 3R giai đoạn 2 tại thành phố Đà Nẵng. Tham dự có Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Jakabe Yoshinori, đại diện thành phố Yokohama, Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam, Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu Nhật Bản IGES, đại diện vụ quản lý chất thải, các tổ chức phi chính phủ, đối tác, chuyên gia, các sở ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố. Yokohama là thành phố kiểu mẫu về bảo vệ môi trường ở Nhật Bản. Do vậy, từ năm 2017 đến năm 2019, Đà Nẵng đã phối hợp với thành phố Yokohama triển khai dự án quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy phân loại và tái chế tại Đà Nẵng giai đoạn 1 thuộc chương trình đối tác phát triển của JICA. Dự án nhằm mục tiêu giảm thiểu chất thải thông qua sáng kiến phân loại tại nguồn 3R để góp phần quản lý chất thải bền vững ở thành phố Đà Nẵng. Kết quả giai đoạn 1 đã thành công với sự hợp tác hiệu quả giữa hai thành phố, sự hỗ trợ kỹ thuật của IGES. Nhiều lượt cán bộ của thành phố đã được đào tạo tập huấn trực tiếp tại Nhật Bản, triển khai thí điểm nhiều mô hình lan tỏa trong cộng đồng tại hai quận Hải Châu và Thanh Khê. Trên cơ sở đó, các bên quyết định thúc đẩy giai đoạn 2 dự án năm 2022 đến năm 2025, nhằm tiếp tục nhận sự đồng hành hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm, giải pháp của thành phố Yokohama cho Đà Nẵng, từ phân loại, thu gom đến tái chế rác thải rắn và khuyến nghị, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp cho Đà Nẵng. Hội thảo đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận đối với dự thảo kế hoạch, phạm vi, nội dung triển khai dự án. Mục tiêu của dự án là không chỉ giúp Đà Nẵng cải thiện hơn nữa công tác quản lý chất thải rắn, mà còn kỳ vọng sẽ tạo ra mô hình điểm thành công để nhân rộng dự án ra toàn quốc.